Còn bây giờ xin được trở lại với chị Tuyết Ngân với những thông tin thời tiết. Hai ngày nay thì mưa trái mùa đã xuất hiện ở một số nơi thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và ngày mai liệu còn mưa như vậy nữa không chị? Dạ vâng, ngày mai mưa trái mùa vẫn sẽ xuất hiện về chiều tối ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị có thể theo dõi ở trên biểu đồ dự báo mưa này thì có thể thấy là những khu vực có màu xanh đậm như tại An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu hay Cà Mau sẽ là những nơi có mưa nhiều hơn. Tại thành phố Cần Thơ ngày mai thì khả năng cũng sẽ có mưa rào nhẹ xuất hiện, tuy nhiên là sẽ muộn sau 16 giờ. Còn trước đó thì trời chủ đạo vẫn sẽ là nắng, thuận lợi để cho mọi người có thể đi học hay là đi làm vào ngày đầu tuần. Nhiệt độ thì ở mức mát mẻ, sẽ không vượt quá 30 độ. Từ sáng đến chiều mai dự báo ở toàn miền Nam Bộ thì thời tiết cũng sẽ có nắng. Nhiệt độ ở khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh thì nhỉnh hơn, dao động từ 33 đến 34 độ. Thành phố biển Phú Quốc ngày mai thì thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn so với đất liền. Dự báo là ngày mai thì trời nắng, nhiệt độ không quá 31 độ, gió đông bắc thổi cấp 3, cấp 4. Thời tiết ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang ngày mai thì cũng sẽ khá đẹp, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thoáng đãng trên 10 km. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau thì cần phải lưu ý là gió sẽ mạnh lên ở cấp 6, giật cấp 8, biển động.